Tuổi xuân hiện hữu của đời người có lẽ được đo bằng màu mái tóc. Với người bà này, quãng xuân của riêng mình dường như ngắn lại, vì đã dành trọn cho con, cho cháu. Và giờ đây, khi tuyết sương nhóm cả mái đầu hoa râm, bà vẫn không ngừng nếm cơ cực kiếm tiền để thanh xuân của cháu mình mai này sẽ thêm phần tươi sáng, cho tóc cháu thêm xanh. Và ngược lại, thương cho bao hy vọng của nội, thương mái tóc dẫu ngã màu, vẫn ngày ngày dãi nắng dầm sương. Cô gái nhỏ không ngừng nỗ lực học tập, quyết tâm dùng tri thức để đáp đền công ơn, bởi em thương lắm màu tóc trắng. Khi sắc đỏ của Phượng gặp tràn nơi góc sân trường, cũng là lúc những học sinh lớp 12 sắp tạm biệt màu áo trắng, đặt chân đến vùng trời mới. Những ngày này, Thúy và các bạn tranh thủ ôn tập, chuẩn bị kỹ kiến thức để bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia diễn ra vào tháng 7 tới. Vừa ghi nhớ kiến thức cũ, vừa phải tập làm quen các đề thi, áp lực học tập thể hiện rõ trên từng gương mặt. Những cơn mưa đầu tháng 5 âm lịch đọng lại nơi sân trường từng khoảng nước, soi rõ bóng dáng chăm chỉ học hành của hai đứa trẻ. Và đây có lẽ cũng là thời gian các em tự soi rọi bản thân mình, bổ khuyết kiến thức để vững vàng trong bước ngoặt quan trọng. Toán là môn mà Thúy đặt nhiều tâm huyết và thời gian để đầu tư giải bài tập, vì đây không phải là thế mạnh của em. Vậy nên chinh phục toán học còn là cách em tự đối đầu, vượt qua khó khăn, chinh phục bản thân mình. Không chỉ ôn tập quyết liệt cùng các bạn, giờ ôn với giáo viên trên lớp, em cũng dành toàn lực vào từng tiết học, quyết đạt điểm cao. Với Thúy, đến thời điểm hiện tại, còn được khoác lên mình tấm áo trắng tinh khiết của học trò, còn được ngồi trên ghế nhà trường, với em đã là điều may mắn. Gọi là may mắn, nhưng đôi khi ở đời, may mắn cũng đến từ chính nỗ lực của con người, do con người tự tạo nên. Nhà nghèo, để Thúy có thể tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học vấn, cha mẹ em phải cố gắng từng ngày ở thành phố, nội em phải dãi nắng dầm mưa, tiết kiệm từng đồng, và em cũng vậy. Phải cố gắng bước qua bao thiếu thốn, khó khăn về vật chất và cả nỗi mặc cảm tự ti với cơ thể khiếm khuyết. Hôm nào đi học về sớm, Thúy cũng tranh thủ cùng nội đi đốn chuối về ép bán. Khoảng đất sau hè không để trống, mấy năm nay nội em để dành trồng chuối, không bán buồn thì ép khô để bán, cũng có tiền trang trải gia đình, lo cho cuộc sống của hai bà cháu ở quê. Vô mùa mưa, sợ buồn chuối nặng gió lớn sẽ ngã, mấy hôm nay nội em đốn sớm. Người quê thường có cách làm chuối nhanh chín là ủ, làm như vậy cũng sẽ an tâm hơn. Ở cái tuổi gần 80, dân giới người bà này, ngày nào còn khỏe là cái đó sẽ ráng làm để lo cho cháu nội. Tuổi cao sức cũng yếu dần, nhưng có công việc để kiếm tiền, niềm phấn khởi hiện rõ trên gương mặt in hằn vết dấu thời gian, nơi khóe miệng móm mém nở nụ cười. Thúy năm nay 17 tuổi rồi. Em đủ lớn để thấu hết bao nhọc nhằn của nội, thấu cả những tình thương mà nội dành cho em, dẫu không thường hay nói bằng lời. Vậy nên bao nhiêu cố gắng em đều dồn hết vào việc học ở trường, về nhà thì dành phần nặng để làm cho nội đỡ cực, bởi nội là tất cả với em. Ở với bà nội thì hàng ngày đi học. Đi học về thì chúc bà nội đó, rồi đến giờ thì con kiểu như con suy nghĩ, con lập ra là sau này con sẽ học ngành đó đi,
con cố gắng học để đạt được rồi con sẽ ra làm những ngành gì. Cha mẹ đi làm rất cực khổ, giống như gửi cái một hàng tháng thì gửi tiền về vừa nuôi con vừa nuôi em con đi học rất cực. Mẹ thì thường ngày thì khoảng 3 giờ sáng mẹ đã thức đi làm rồi tới chiều tối mới về để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của bà nội của cha mẹ trong thời gian từ nhỏ đến lớn của con. Con sẽ cố gắng học để trở thành một người thành công để nuôi được cho bản thân mình và có thể nuôi được cho cha mẹ và bà nội. Chuối sau khi ủ xong tầm 5 ngày đến 1 tuần sẽ hờm hờm chín như vậy. Cũng không được để cho chín quá, mềm sẽ không thể ép được. Vật dụng để ép chuối ở quê cũng đơn giản, mà theo cách gọi vui của Thúy là máy ép chuối chạy bằng cơm. Nội kê chuối ở giữa hai tấm thớt, rồi dùng lực ép thẳng ra thành miếng tròn. Nắng tốt thì phơi 5 nắng là ráo và có thể bán được. Sở dĩ người quê thường phải ép chuối để bán là do vừa có thể bảo quản được lâu, phơi dưới nắng trời vị cũng ngọt hơn. Chuối ép có thể ăn ngay, cũng có thể ngào thành kẹo hay pha làm rượu. Nhiều công dụng nhưng giá chỉ 20.000 đồng nên ép và bán hết chỗ này. Bà cháu cùng lắm sẽ lời được 80.000 đồng. Số tiền tuy nhỏ nhưng mong ước lớn. Với hai phận cười lam lũ, đó là tiền em nuôi chữ, nuôi giấc mơ đổi đời. Ép xong mấy nải chuối chín, số chuối phơi mấy ngày qua vừa độ ráo, vậy là hai bà cháu lên đường đi bán. Thường thì bà Lê chỉ đi một mình mấy lúc Thúy đi học, nhưng hôm nay được nghỉ, em xin nội theo bán, chuyện trò để nội đỡ mệt, đỡ buồn. Mái tóc trắng hàng ngày nay được che bằng sợi chuối nhỏ, cũng như gánh nặng mưu sinh mà bà lo gánh để cháu lớn khôn. Nhận nuôi đứa cháu này từ năm 2 tuổi cho đến giờ, bà thương và hiểu Thúy hơn bất cứ ai. Cha mẹ cũng bị nhiễm chất độc da cam, niềm bất hạnh cứ dai dẳng trong gia đình nhỏ, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mười mấy năm trước, cha mẹ em bỏ quê lên thành phố làm công nhân, mong có dư gửi về lo cho con được cuộc sống đủ đầy, bù đắp phần thiệt thòi mà con phải gánh chịu từ khi tượng hình trong bụng mẹ. Nuôi nấng ẵm bồng, mỗi lần nhìn thấy tay chân cong quắp của cháu gái là mỗi lần lòng bà lại dâng lên niềm tủi xót và càng quyết tâm cho cháu ăn học như người ta. Là cháu nội nhưng cũng vừa là con, bao nhiêu sức lực lẫn tuổi xuân của mình bà dành hết để lo cho cháu. Nhỏ thì chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, lớn thì lo làm sao có tiền cho cháu đến trường. Chưa từng kể lể cân đo đong đếm, nhưng mái tóc dần trắng xóa theo thời gian chính là minh chứng rõ nhất cho bao hy sinh của một con người. Sắc tím của hoa muống đồng dịu dàng nở bên đường quê và niềm hy vọng về học vấn có lẽ cũng đang nở rộ trong lòng hai bà cháu. Nhà cha mẹ nó mận cho nó dạng rồi nghèo khổ rồi bà lên cho ảnh bẩm nó về. Ảnh về nuôi nó tới giờ, tới là vô học mẫu giáo rồi nó ở nó học luôn tới giờ với bà đó. Hồi đó ông nội nó còn sống thì giờ nuôi nó sữa sùng trời ơi con thấy nuôi nó rồi đó gian khổ nó kìa bằng đêm nó quậy sữa và đồ cho nó uống đó. Cha mẹ cũng như là cha nó có tật cái tay mà ăn không được khó khăn rồi mình cũng giờ yếu ớt rồi mình cũng không có tiền có bạn rồi mình sống đủ sống vậy đó khó khăn giờ đi mình cũng còn ở nhà trọ trên thành phố chứ tới giờ đó. Nuôi nó từ nhỏ lớn mong ước cho con cháu mình ăn học cho nó được lên được đại học chắc cũng mừng dữ lắm. Cái niềm vui của nó của bà bây giờ thì bà ước nguyện vọng của bà là giờ ước nguyện vọng là cho nó ăn học nên người vậy thôi. Từ nhỏ tới lớn Thúy quấn quýt nội bên bước đường mưu sinh và cả từ những chuyện lặt vặt trong nhà. Bữa cơm chiều nơi gian bếp nhỏ cũng ấm áp bởi tiếng cười, bởi niềm hạnh phúc của hai bà cháu. Bên cạnh nội, nghe nội kể chuyện đây chuyện đó,
em còn được nội dạy nấu ăn, dạy dùng dán nhà cửa trong ngoài. Gọi là nấu đồ ăn, chứ thật ra em chỉ đem đếm lại hộp cá mồi vừa mua từ tiền bán chuối lúc chiều, chứ nào có dư mà mua thịt thà rau củ. Sống trong cảnh thiếu thốn từ nhỏ, em cũng quen rồi. Mà ngược lại, chưa bao giờ em thấy mình thiếu thốn, bởi tình thương trìu mến của nội đã lấp đầy những bất hạnh trống vắng trong em. Lúc nấu ăn, Thúy thường tâm sự với nội về chuyện học hành, về những ước vọng tương lai, những khoảng trời mà em muốn đặt chân đến. Đưa tay vuốt mái tóc xanh của cháu, lòng bà Lê tràn đầy niềm hy vọng. Rồi đây, cháu bà sẽ có tương lai mới. Vậy thì tóc bạc của bà đổi tóc xanh cho cháu cũng đành. Nghịch cảnh không làm lu mờ được ý chí con người, cũng như mặc cho những mảng nhện dằn đầy xung quanh, ánh đèn vẫn cứ gời sáng đầy tự tin và kiêu hãnh. Dù đã ở tuổi trưởng thành, nhưng Thúy vẫn thích nhất là được nội chải tóc như hồi nhỏ. Mười mấy năm qua, đôi tay thô ráp này đã nuôi em nên dốc nên hình, cho em mái tóc xanh của tuổi trẻ. Tóc có thể đổi màu theo thời gian, nhưng tình thương mà bà Lê dành cho cháu mình thì muôn đời vẫn vậy. Tóc xanh của con được chung đắp từ tóc trắng của nội. Và con đường học vấn mà em đang theo đuổi sẽ là cách em thương yêu màu tóc trắng. Đồng hành em bước qua khó khăn hướng đến ngày mai tươi sáng. Học bổng qua lúa kỳ 203 tìm về cô trường Trung học phổ thông Nguyễn Minh Quang, thành phố Cả Bảy, tỉnh Hậu Giang để trao suất học bổng trị giá 20 triệu đồng từ sự tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Hậu Giang cho em Nguyễn Thị Thúy, học sinh lớp 12A8 của trường. Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hậu Giang tặng em giấy khen khích lệ tinh thần học tập. Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm cùng các bạn học sinh tặng nhiều phần quà san sẻ khó khăn cho em. Được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, tin rằng nụ cười sẽ luôn nở nơi những con người giàu nghị lực. Thúy lại có thêm động lực chinh phục những khát khao đáp đền màu đất trắng.